Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 163, trong lúc Thạch Hạo một mình cân 8 cao thủ, ở các nơi, đám quái thai cổ đại cùng rất nhiều nhân vật mạnh mẽ cũng đã xuất hiện. Tiếp theo đây, Thạch Hạo cùng đồng đội của mình rất nhanh đã đi vào bên trong thần sào. Tương truyền, đây là nơi ở của thập hung thái cổ. Đang đi, bất ngờ bốn người nhìn thấy trong không khí xuất hiện những luồng ánh sáng 7 màu không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Theo lời lạc đạo, đây là chất độc tỏa ra từ người ốc sên thôn thiên, không nên đụng chạm vào nó, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe thế, Thạch Hạo cùng bốn người cũng mau chóng lùi ra xa và đi đường vòng tránh động đến những thứ độc tố nguy hiểm này. Không lâu sau, đi sâu vào bên trong rừng, mọi người cảm nhận được phía trước có một mùi máu tanh rất nồng nặc. Bất chợt, trong khu rừng có tiếng động vang lên, theo cánh tay Lũ Dịch chỉ về phía trước, xa xa đột nhiên phát sinh dị động. Thấy vậy, mở ra con mắt vàng, Thạch Hạo quan sát thì thấy được một đám thây khô từ dưới đất trồi lên, toàn thân được bao phủ bởi một luồng khí tức quỷ dị. Càng ngày, số lượng thây khô xuất hiện ngày càng nhiều, bọn chúng tạo thành một cái vòng tròn với hàng trăm cụ thi thể, cứ thế bao vây bốn người Thạch Hạo ở bên trong. Lúc này, nhìn thấy đám xương khô kia đang dần lao tới, sắc mặt bốn người cũng trở nên nghiêm trọng, thân thể cũng liền lùi lại phía sau. Còn đám thây khô kia, bọn chúng cứ thế nối đuôi nhau áp sát về phía đám người Thạch Hạo. Thế nhưng, khi đám bạch cốt vừa lao tới, Thạch Hạo cùng bốn người đã lập tức hành động. Trên tay, công kích không ngừng đánh ra phá tan bạch cốt. Cứ thế, công kích như mưa bạo phát làm đám bạch cốt kia cũng sớm không chịu đựng nổi mà dần tiêu tán trong không trung. Tuy nhiên, ngay khi đám bạch cốt kia biến mất thì phía xa lại bất chợt xuất hiện một đám hắc thần trùng mọc hai cánh xuất hiện. Ngay sau đó, hàng ngàn con kéo tới cứ thế tạo thành hình tròn vây kín Thạch Hạo cùng mọi người lại, khiến tất cả bối rối. Bất chợt, chỉ trong tích tắc, nó đã phát động tấn công về phía bốn người. Thế vậy, Thạch Hạo cùng mọi người cũng ngay lập tức thi triển thần thông chống đỡ. Đầu tiên là Lam Nhất Trần, bàn chân dậm mạnh. Nhất thời, từng cây kiếm khổng lồ cũng liền xuất hiện chặn lại đám thần trùng đang không ngừng lao tới. Đồng thời, hỏa diễm trên người cũng mau chóng tỏa ra thiêu đốt, không cho đám thần trùng tới gần. Tiếp theo là Lạc Đạo, màu đỏ như máu tỏa ra, những sợi tóc liền hóa lớn rồi phóng thẳng về phía đám thần trùng và công kích nó. Còn Thạch Hạo, trước tình huống nguy hiểm, anh ấy bàn tay khẽ động, phù văn mang theo ánh vàng kinh khủng cũng liền tỏa ra mạnh mẽ, bao phủ bốn người lại bên trong, ngăn không cho đám sâu quỷ kia lại gần. Sau đó ở bên trong cái lồng xám màu vàng kia, Thạch Hạo cùng đồng đội cũng mau chóng phóng ra hỏa diễm, thiêu đốt đám sâu quỷ, khiến nó tiêu tán trong hư không. Đến đây, Thạch Hạo cảm nhận được ở phía trước có trận pháp, bởi vậy anh ấy ngay lập tức gọi Đả Thân Thạch dậy, thanh âm vang lên nói: "Tỉnh lại, giúp ta quan sát biến hóa của sát trận này." Nghe vậy, Đả Thân Thạch cũng ngay lập tức phóng về phía trước. Quan sát một hồi, sau đó nó cũng liền quay trở lại và nói cho mọi người biết, ở sâu bên trong pháp trận kia có rất nhiều thần quả thụ. Nghe vậy, mọi người vui mừng, ai nấy cũng đều vui sướng. Thế nhưng không trung sau một hồi yên tĩnh lại bất chợt xuất hiện những đốm lửa quỷ dị. Ngay sau đó, những đốm lửa kia liền hóa lớn rồi phóng thẳng về phía bốn người công kích. Đối diện với nó, Thạch Hạo lao lên, anh ấy liền mạnh mẽ phá đi những đốm lửa đen đang bao vây xung quanh mình lại. Đến khi mọi thứ biến mất, chỉ thấy một gương mặt quỷ dị nanh ác khổng lồ cũng liền xuất hiện. Nhìn thấy nó, ánh mắt Thạch Hạo có chút nghi hoặc. Thế nhưng không nhiều lời, anh ấy cũng nhanh chóng lao về phía trước, chiến kích trên tay đã liền một đường đánh về phía đối thủ. Chỉ trong tích tắc, thân hình khổng lồ cùng gương mặt nanh ác kia tan vỡ, nơi đây vẻ âm u cùng sự u ám cũng liền biến mất. Sau đó, đi sâu vào bên trong, mọi người cảm nhận được mùi thơm từ bên trong khu rừng lan tỏa ra khắp nơi này. Bởi vậy, ngay lập tức, Thạch Hạo cùng mọi người liền tiến sâu vào bên trong và bắt đầu tìm cách hái thần quả cùng thần dược ở bên trong. Tuy nhiên, mọi người muốn hái được đám thần quả cùng thần dược cũng gặp phải không ít khó khăn và nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, sau khi xuất hiện, Thạch Nghị bây giờ mới hiển lộ uy phong, trung đông mở ra, cước đạp hư không, mỗi nơi hắn đi qua đều có người bỏ mạng, thân thể cứ như bị một sợi xích xuyên qua. Ở một nơi khác, Trường Sinh chiến y cùng chiến kích trong tay Tần Hạo cũng phát sáng, đối thủ của hắn rất nhanh cũng đã bỏ mạng. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền tiến vào hung sào. Còn Lục Quan Vương Đinh Xuyên, bên trong không gian màu máu, phù văn hư ảo trên người hắn tỏa ra, một luồng khí tức quỷ dị rất nhanh đã bạo phát. Cuối cùng, ánh mắt hắn ta bất chợt mở ra, thanh âm vang lên nói: "Đời sau tội huyết cũng ở nơi này, tiện tay xóa bỏ luôn." Đến đây thì hết tập 164 Thế Giới Hoàn Mỹ. Sang tập tiếp theo sẽ là tập đặc biệt Tam Thạch Chiến Đinh Xuyên. Vậy liệu rằng bản đặc biệt này sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.